Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi xin trả lời câu hỏi của các anh chị trên kênh YouTube cũng như trên kênh Zalo có nhắn tin hỏi mình. Anh ơi, em muốn chuyển từ file kép sang file MyRotation V8i nhưng mà không lỗ phong. Tại vì em lại bị lỗ phong nhiều, nhờ anh hướng dẫn cách làm nha. Rồi bắt đầu tôi qua thực hành. Đầu tiên để coi nó lỗ như thế nào nha. Đầu tiên nha. Rồi ta mở file kép lên nha. Rồi đây. Rồi. Đó. Kết nè. Đó, lỗi phong nha. Rồi ta coi đây nè. Không lỗi hết nha ha. Đầu tiên là kiểm tra không lỗi nha. Rồi, việc đầu tiên nha. Rồi, ta bao đây nè. Ta bấm vô new nha. Rồi, ta bấm vô chấm .vn nha. Rồi, ok. Chấm .vn nè. Cái này ta cho nó là phong chấm .vnvariable đi nha. Rồi, ok. Ok nha. Rồi, tất cả các phong này á, ta chuyển sang phong thì chuẩn như 3.vnl nha. Đây. Rồi xong. Đây nè. Đây nha. Kiểm tra phong cái. Rồi ok. Sau khi kiểm tra phong rồi, ta bấm Ctrl S lại nha, xây lại nha. Lưu ý ta không chọn đây được nha. Khi mà chúng ta chọn tắt nha. Đây. Bấm vô đây nè. Không được phải không? Chỉ có bấm vô đây thôi nha. Rồi, bắt đầu ta tắt cái này nha. Rồi. Thế lại nha. Rồi. Cái vào nè, ai cũng nói nè. Bây giờ ta mở trực tiếp từ Miro lên nha. Rồi, V8i. Rồi, bấm ok nha. Rồi, tiên tích cơ kiểm tra nha, có lỗi không? Không lỗi nè. Trường hợp thứ nhất nha. Rồi, tôi chỉ các bạn có hai trường hợp nha. Trường hợp nhất là ta chuyển cái này là phải kết nè, ta muốn chuyển sang Miro. Ta bấm file, save nha. Rồi. Save nha, cái này nè. Ta chọn Miro V8i nha. Rồi, cái này đi là V8i nè. Rồi nha. Hay luôn đi. Cái này nè, option nè. Rồi, remap nè, cho nó tìm nè. Rồi, đưa đến đường dẫn. Cái file chuyển nha. Rồi. Đây nè, ta chọn V8 nè. Ok nè. Rồi ok. Xây lại nè. Rồi kiểm tra lại nha. Ok rồi. Chữ cũng ok nha. Rồi. Không chữ ok nha các bạn. Rồi, lưu ý nha. Trường hợp thứ nhất là ta dùng cái công cụ đó là ta chuyển vào nhận ứng dụng nha. Còn hợp thứ hai mà ta kiểm tra, ta không thấy lỗi gì nè. Thì ta bấm trực tiếp luôn nha. Rồi. Share luôn. Rồi cái này nha, để V8 nè. Rồi cái này V8 nè. Cắm đi gặp 1 nè. Rồi. Nè, ta kiểm tra lại nè. Cũng không lỗi nè. Các bạn lưu ý nha, trong khi file kép chúng ta đã chỉnh thành phong .vn rồi thì khi ta chuyển qua đây mà nó hiện như thế nào ta xem là V8 là không lỗi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.